Hello mọi người, mình là Sơn Tiểu Cảnh. Mình là AK Chanafit, đến từ Đồng Nai. Anh là Thiện Newbie, kinh nghiệm mười mấy năm. Ok mọi người, mình là Thái nha. Thái cùng với những anh em chúc tất cả các bạn một ngày mới năng lượng. Hiện tại thì mấy anh em mình đang ở một cái khu vực, nói chung là cũng xa thành phố lắm. Ở một khu vực, một cái ao sen nằm ở phía Đồng Nai nha anh em. Thì hôm nay là Thái cùng với những anh em sẽ tổ chức một cái cuộc thi rất là vui luôn. Là cuộc thi set up những cái hồ cá mini. Đó, có ba cái hồ cá trước mặt của ba anh chàng này. Đây ha. Thì Thái sẽ cho mỗi người khoảng tầm độ 5 đến 10 phút, khoảng 5 phút thôi. Anh em sẽ dùng cái hồ trống này sẽ đi xuống khu vực ao sen hoặc là trên bờ khu vực đó, đá núi gì đó, không biết. Nhưng mà trong vòng 5 phút đó anh em sẽ set up được một cái hồ cá mà có thể là nuôi cá được. Và cá ở đâu thì anh em cũng có thể là xuống khu vực dưới này, có thể là bắt cá liềm kiềm, cá bóng đèn, cá gì đó Thái không biết, cá bảy màu Việt Nam gì đó Thái không biết. Nhưng mà hoàn tất một cái hồ. Sau đó thì Thái sẽ có một vị giám khảo, một vị giám khảo nữ nha, rất là công tâm, xuống chấm điểm ba cái hồ này. Đó, ba cái hồ của ba thí sinh vừa set up. Xem coi, Thái cũng xin giới thiệu lại nha. Đây là bạn Thiện nha, một người chơi ha, một người chơi cá cũng hay set up hồ cá biotope khá là nhiều. Và đây thì có hai anh chàng đạo cội. Đây là một anh Khoa nè, cũng chuyên là đi set up hồ cá biotope cho tất cả mọi người rồi. Thì đây có bạn Sơn Tiểu Cảnh. Anh em nghe Sơn Tiểu Cảnh là anh em thấy ngầu rồi đó. Sơn Tiểu Cảnh là sao? Chuyên làm những cái hồ cá tiểu cảnh, đúng không mọi người? Thì hai anh chàng trong nghề với lại một anh chàng người chơi đó, xem coi ba thành viên này sẽ set up hồ cá như thế nào. Ok nha. Và bây giờ ai sẽ là người đầu tiên? Anh Sơn đi, cái lão đất họ đi. Rồi, bạn Sơn Tiểu Cảnh sẽ là người đầu tiên. Rồi, đây là 0000000 nha mọi người. Thái sẽ bắt đầu bấm giờ nha. 5 phút thì xem coi anh chàng Sơn Tiểu Cảnh này làm gì đó, và kiếm những cái nguyên liệu làm sao để làm một cái hồ biotope thủy sinh nha. Ok. Rồi, thời gian bắt đầu. Thái sẽ đi theo coi anh chàng này làm gì nha mọi người. Đầu tiên lấy nền đi. Lấy nền. Bạn ấy đòi lấy nền anh em. Lấy nền. Nền này là chơi sình luôn nha. Mà nước trong mới được điểm cao nha. Nước mà chút hồi mà lấy nền mà nước mà nó không trong, không thấy cá bơi là cũng bị trừ điểm nha. Ok. Đây. Bạn ấy lấy nền nè anh em ơi. Khâu lấy nền rồi. 29 giây rồi nha anh em. Ý tưởng của mình là trồng sen. Ý tưởng gì? Trồng sen. Trồng sen hả? Và lợi dụng, bạn ấy biết lợi dụng anh em. Bạn ấy biết lợi dụng khu vực ao sen. Bạn ấy lên một ý tưởng đó chính là một hồ cá sen, trồng sen nha mọi người. Ồ, rất là chuyên nghiệp nha anh em. Đi rửa nữa. Đi rửa những cái nền ha. Đấy, bạn ấy lọc rất là cẩn thận nha mọi người. Đây, bạn ấy lấy những cái phần nền rất là sạch để chút hồi bạn ấy sẽ bỏ nước vô nó mới trong được nha. Rồi bước tiếp theo thì mình sẽ theo chân bạn ấy coi bạn ấy làm gì nha. Một phút rồi, một phút mười hai giây rồi nha Sơn nha. Mình sẽ nhổ sen đi. Nhổ sen ha. Đây là sen rất là nhiều nè anh em, nên bạn ấy lợi dụng nhổ một cái bụi sen như thế này. Cái này là súng á. Cái này là cây súng nha. Cây súng. À, cây súng. Rồi. Dùng dây, dùng dây đi. Rằng rất là gần thành hình rồi nha mọi người nhé. Ồ, bạn ấy theo cái hướng gốc của cái chiếc hồ cá nha mọi người. Đây là toàn cảnh của bạn ấy nè anh em. Rất là chiêu nha. Đấy, Thái cũng sẽ báo thời gian nha anh em. 1 phút 47 giây rồi mọi người nhé. Và bạn ấy đang mới chỉ có cái khâu là lót nền với lại trồng cây sen thôi, cây súng thôi. Còn khâu bơm nước rồi khâu bỏ cá, bắt cá nó khá là lâu. Rồi, rồi. Mình sẽ đi kiếm kiếm cái gì? Khúc đá, khúc lũa đi. Bạn ấy sẽ đi kiếm khúc đá nha mọi người. Cục đá. Rồi, ok, đi theo chân bạn ấy kiếm cục đá nha. Mày mình đây. Chơi rất là khó tại vì đây, đá này là đá núi nha anh em, đá đỏ bình thường mình thôi. Đá này là đá trên núi nha. À. Ồ, dạ. Tuyệt vời quá. Cầm lên cho mọi người xem nè. Cầm cho mọi người xem coi mình đã được tới đâu rồi. Mặt tiền của em là đây, mặt tiền đây. Nào? Mặt tiền nằm đây. Mặt tiền nằm đây phải không? Đâu. Cũng rất là chill nha anh em. Đấy, còn bây giờ khâu gì đây?
À, xin báo với em là còn 2 phút 45 giây rồi nhé. Tiếp theo thì mình làm gì? Tìm khúc, kiếm một khúc lũa đi. Đi bư gốc cây kiếm những cái khúc cây lũa nha anh em. Và chừng ông chích nha. Ở đây thì kiếm những cái gốc cây khô á, đây nè. Đây có đá, có mót không à. Mình chỉ đạo luôn anh em, chỉ cho bạn ấy đi tìm luôn mọi người. Ồ, khu vực bên này rất là đẹp luôn anh em. Trong thời gian bạn ấy đi kiếm khúc lũa, khúc cây thì mình quay cho mọi người xem. Ở đây khu vực này súng rất là nhiều súng luôn anh em. Nhìn rất là đẹp. Mê lắm mọi người. Trong khi đó thì hai thí sinh Khoa với Thiện đang dòm đối thủ, coi đối thủ mình như thế nào rồi. Được một cái vỏ cây. Một cái vỏ cây như thế này. Ồ, chiều quá. Đối thủ này không biết có đem theo dấu không. Chứ thấy gốc cây đó hơi đẹp đó nha. Mình không biết. Đó. Rồi báo với lại Sơn là mình 3 phút 47 giây rồi. Bây giờ là mình chỉ còn có 1 phút 20 giây nữa thôi. 1 phút 10 giây nữa thôi. Nha, tranh thủ nha. Bạn ấy đã bỏ cái khúc cây vô rồi mọi người. Đây ha. Trời ơi, chiêu vậy trời. Tranh thủ. Ôi. 4 phút 3 giây rồi. Tranh thủ. Nhanh. Nhanh. Đâu rồi. Nước nãy giờ bạn ấy quậy nó đục hết trơn rồi anh em. Bạn ấy đi lấy nước mọi người. Wow. Rất là chuyên nghiệp luôn anh em ơi. 4 phút 20 giây. 4 phút 25 giây. 4 phút 30 giây. Rồi bạn ấy rung rồi anh em ơi. Rung rồi. 4 phút 35 giây. Nè anh em ơi, 4 phút 35 giây nè anh em ơi, mình rất là công tâm nha anh em. 4 phút 42 giây. Còn 20 giây cuối cùng. 20 giây cuối cùng. Chuẩn bị. 10 giây cuối cùng. 5 giây cuối cùng. 5 giây cuối cùng rồi. Hết giờ rồi, lấy lên. Hết giờ rồi, lấy lên. Hết giờ. Rồi, mình sẽ vô mình coi cái sản phẩm nha mọi người. Đục quá. Bây giờ sản phẩm này á, trước khi mình có công tâm hay không là mình phải chờ là nước nó trong nữa anh em. Nên cái khâu này á, là mình khoan chấm ha, mình sẽ quay thêm những thành viên còn lại. Mình cho cái khoảng thời gian ai đi trước á, thì nước nó sẽ ok hơn nè. Các bạn nào đi sau cùng thì nước đục ráng chịu nha. Ban giám khảo chấm tôi không biết. Tôi không phải là ban giám khảo nha mọi người. Ok nha. Đây, ban giám khảo của mình nè anh em. Chúc mừng ban giám khảo sẽ chấm nha mọi người ha. Rồi ok, tới ai nè. Thành viên thứ hai nha mọi người ha. Rồi, Sơn đưa cái mic cho thành viên thứ hai. Mình chơi vui đó nha mọi người. Ê, không được chỉnh sửa nha. Ở trên này là Thiện, thành viên này mình coi đối thủ Sơn có chỉnh sửa cái hồ lại không nha. Ok, mất công là bạn ấy chỉnh sửa nha. Rồi Thái sẽ bắt đầu đặt lại thời gian 0000 nha mọi người ha. Tiếp theo thì đây là bạn Khoa nè, Khoa Channel nè, Khoa gì ta? Khoa Channel hả? Khoa gì? Chanafit Aquarium. Ok nha. Bạn này thì nghề của bạn ấy rồi, bạn ấy hay đi setup hồ cá cho rất là nhiều anh em. Nói chung là bạn ấy cũng có cái cách chiêu riêng của bạn ấy mà không biết được bạn ấy khi mà ra đồng không ông quạnh như thế này bạn ấy sẽ hơi lên chua. Gì? Hơi chua. Hơi chua hả? Ok nha, em có chuẩn bị chưa? Bắt đầu chưa? Ok. Thái sẽ bắt đầu bấm cây quất liền nha anh em ha. 3 2 1 lụm. Đây là bạn Khoa nha mọi người. Đừng có nói ý tưởng giống bạn Sơn kia nha. À, vẫn lấy nền này mọi người. Vẫn phải có nền. Vẫn có nền này. Hồi nãy cái khâu của bạn Sơn kia là rửa không là mất rất là nhiều thời gian rồi. Bạn không biết là bạn Khoa có rửa hay không. Ồ, vẫn rửa anh em. Vẫn rửa nha mọi người. Đây, bạn Khoa vẫn rửa nè anh em nhở. Ờ. Hả? Ê, chỉnh sửa trừ điểm nha, ở trên bờ không được chỉnh sửa nha. Mình xong rồi là không được chỉnh sửa. Rồi, bước tiếp theo là bạn Khoa sẽ đi đâu ta? Đi ra cái chỗ cô khô này. Cây thủy sinh. À, để đi lấy những cây súng nhỏ nha mọi người. Rồi, chơi nguyên bụi luôn hả? Không, nó hơi to. Hơi to ha. Ồ, sao cái ý tưởng này giống ý tưởng kia quá vậy? Điểm nhấn thôi ạ. Điểm nhấn thôi phải không? Ok nha. Rồi báo cho thí sinh Khoa biết là 1 phút 7 giây rồi nha. Còn khoảng 4 phút nữa thôi nha mọi người.
tìm được một cây lũa. Cây lũa này chắc dạ. Thái nghĩ là cũng giống như bạn Sơn Tiểu Cảnh, chắc chuẩn bị dục sẵn anh em. Cái này ngoài đồng này có cây lũa này là hơi bị tốt á. À rồi, đi tìm thêm một ít đá nữa. Trên kia có một bé bò kìa anh em, bé bò đang ăn cỏ này. Trong lúc bạn Khoa đang kiếm những vật liệu cho mình thì Thái xem đồng hồ coi như thế nào, 1:35:36 rồi. Đây trời ơi, bạn ấy nhổ luôn cả cái bụi cỏ ngay trên bờ luôn mọi người. Bạn ấy chơi rất là chuyên nghiệp. Đây 1:51 rồi, rửa rái anh em, chơi rất là lẹ luôn. Rồi sao nữa, Thái phải quần theo nha anh em. Đây, wow, rất là ấn tượng luôn, xin trồng cỏ nha. Đá nữa anh em, đá lũa này người nhà khuyên qua kêu người nhà chuẩn bị rồi anh em, đen dục và ruộng rồi. Nên bây giờ là kiếm rất là nhanh. Rồi thêm những cái cục đá núi nữa nha mọi người. Đây đẹp chưa mọi người, tuyệt vời chưa. Rồi 2:32 nha, mình báo thời gian cho đối thủ để nghiệm lại thời gian để mình biết được mà mình làm á anh em. Đấy rồi, đi đâu nữa để thay dí cây. Theo anh em, mình phải dí theo mình mới biết được bứt cỏ. Đối thủ làm gì vẫn là đi bứt cỏ nha mọi người. Đây Thái nhảy qua chỉ lại mà không biết đối thủ làm cái gì luôn anh em. Đây Thái sẽ chạy qua bên này, Thái xem tiếp nha. Rất là vui nha mọi người. Đây ha. Vào những ngày cuối tuần như thế này á, tụi mình chủ yếu là vừa làm những video như thế này, vừa mình bật ti ở trên phía bên trên bờ ao một chút xíu, rồi mình nói chung là hưởng thí một cái không khí á anh em, gọi là yên bình trong lành á, cho nó vui. Đó, chủ ý là như vậy. Rồi 3:28 nha mọi người ha. Bây giờ thì khâu cuối cùng, khâu gần cuối thôi mọi người, khâu đi múc nước nha. Đấy, đối thủ đi múc nước vô. Ủa có bức cái bông sen nữa, bông súng nữa anh em. Đối thủ này chơi theo kiểu một cái cục đá, rồi một cái lót nền, rồi một những cây cỏ ha, rồi có một cái bông súng làm điểm nhấn cho cái hồ ha. Rất là rung tay, đối thủ này rung tay rồi mọi người. 4:10, đối thủ này chỉ còn có khoảng 50 nữa thôi mọi người à. Ồ đẹp á, đúng là dân có nghề có khác anh em, dân có nghề chơi rất là đẹp mọi người ơi. Nhưng mà nước như nước cơm vậy anh em. Bây giờ là không tránh khỏi là nước như nước cơm thôi mọi người. Chờ cho nó rồi, còn tới 30 giây lận có thể chỉnh chu lại những cái tác phẩm của mình ha. Cái tác phẩm bên đầu tiên của bạn Sơn Tiểu Cảnh là thấy nó bắt đầu trong rồi nè mọi người, rất là cũng bắt đầu có hồn lại rồi nè. Hồi nãy thì do nó tối quá mình không thấy cái gì, mình nghĩ là nó dục bại đục đọa vô, chứ mà thật sự rất là đẹp nha anh em ha. Điểm nhấn của thằng Sơn là cục đá màu đỏ đỏ này nè. Rồi bây giờ là 4:59, hết giờ rồi Sơn Khoai, hết giờ rồi. Mình vinh lại đây, mình để kế bên đây luôn đi, cho để góc này luôn. Nhớ cái mặt tiền của mình sau là mình để vậy nha. Chưa thấy được tác phẩm đâu anh em, phải đợi chút xíu nữa, tại vì giờ nước nó đục ngầu rồi mọi người ha. Bây giờ tới thành viên cuối cùng đi, thành viên người chơi nha mọi người. Thành viên người chơi thì chắc là yếu kinh nghiệm hơn với lại những anh em đi setup mà cho tất cả các bạn là đúng không? Nhưng mà coi anh ấy, để anh ấy làm một cái tác phẩm gì. Ok, cho anh xin lại cái bích nha, cảm ơn Khoa rất là nhiều nha. Rồi, thành viên người chơi đã mất tiêu rồi. Đây nha, gắn cái mic vô giùm mình cái nha. Rồi, ok, Thái sẽ đặt lại thời gian ha. Cái hồ của bạn đâu? Ok, đây là thành viên bạn Thiện người chơi nha mọi người. Thái sẽ bắt đầu đi ra, muốn đi hướng nào đi gần gần nha, bấm giờ cái là bắt đầu dứt liền luôn á. Thái sẽ bắt đầu chỉnh lại giờ 000 nha anh em ha. Thái sẽ quay cho mọi người xem coi bạn ấy dùng những vật liệu gì và tìm ở đâu để setup cái hồ trong 5 phút nha. Ok, 3, 2, 1, lụm, bắt đầu. Đừng nói đi múc, y chang luôn anh em. Thái nghĩ là đi ra múc, là y chang luôn. Trời ơi, sao đối thủ này
Chơi có mắt trước không chạy. Đó. Sau sau mình không chịu lóc nền ba cái sỏi, ba cái này có nên nọ này kia. Đây đâu có sỏi đâu. À. Đi lên trên bờ á mình lựa mấy cục sỏi ấy. Rồi. Rồi. Đối thủ người chơi này cũng lấy một ít những cái sình ha, những cái sình ở dưới phía khu vực ao sen cũng như đối hai đối thủ còn lại. Lật hồ xuống. Ô, lật hồ xuống để cho sình nó ra. Lên nhổ cỏ liền anh em. Đối thủ này rất là sáng tạo. Đối thủ này rút ngắn thời gian là không rửa sình. Đối thủ này lên giật cây cỏ rất là bự. Ô, cái hồ này là cái hồ bé thôi nha, chứ không phải là cái hồ 3 mét đâu mà giật cái cây rất là bự anh em. Rồi, hãy sẽ quay xa ra coi bạn ấy làm gì. À, bây giờ là lật lên nè. Bạn ấy bỏ qua cái khâu rửa sình rồi mọi người. Giờ bạn ấy sẽ rửa đất cái cây. Ủa bạn ấy không rửa luôn anh em. Bây giờ sao? À bạn ấy nhổ cỏ khô. À bạn ấy nhổ cỏ khô. Người chơi rất là từ từ nha. Báo cho người chơi biết là 1 phút 30 giây rồi nha. 1 phút 30 giây rồi. Nhưng mà nãy giờ là cái điểm trừ của Thái cho tất cả các bạn ở đây đều là không đủ thời gian để bắt được một con cá gì nha. Nói thiệt mà đối thủ nào mà dù làm hồ không ok lắm nhưng mà bắt được một con cá vô cái hồ của mình là điểm cộng rất là nhiều. Tại vì hồ cá phải có một con cá hoặc một con gì đó nó sống ở chứ trong thủy sinh này nó bơi thì đó là tuyệt vời đúng không mọi người? Chút rồi mình sẽ kiểm tra cho ban giám khảo kiểm tra coi có con sinh vật nào trong đó không, mình chưa biết nha. Ok. Rồi. À, mới có gần 2 phút thôi mà bạn ấy đã bơm nước rồi anh em. Ok nhá, bạn ấy chắc nước ra. Trên kia thì đối thủ kia trợ giúp một cái cây hết là bự. Đối thủ vẫn trợ giúp cho đối thủ này. Rồi, bạn ấy càng lấy nước thì thấy cái nước trong cái hồ cá bạn ấy càng đục. Không biết nguyên do gì. Cái tác phẩm này là bạn tính là chơi tác phẩm có mang tên là gì? À, đầm lầy. Đầm lầy phải không? Ồ, một tác phẩm đầm lầy nha mọi người. Đó. Một tác phẩm đầm lầy. 2 phút 40 giây rồi thì bạn ấy đã hầu như đã gần hoàn thành cái tác phẩm của ai. Bạn ấy muốn bỏ vô khu vực trưng bày. Xong chưa? Chưa. Chưa thấy để vô ai biết tưởng xong xong rồi. Nhổ đi. Bạn ấy nhổ. Bạn ấy nhổ thêm cỏ nữa. Bây giờ làm cái gì đây? Bắt cá hay gì? Bắt cá. Con cá liềm kìm đó thủ ơi, còn dư thời gian hết nhiều, còn tới 2 phút lận. Mình có thể ăn điểm thêm là mình bắt những con cá liềm kìm được hay không? Đấy. Đối thủ này thì chơi cỏ không? Giờ bây giờ sao? Sao thủ có đi bắt cá không? Hay là xong chưa? Xong hả? Ok, dừng mới có 3 phút 15 giây, 19 giây là đối thủ Thiện đã bắt đầu hoàn thành rồi mọi người. Đó, tuyệt vời ha. Thái cũng đi theo mà Thái thở luôn anh em. Mọi người sẽ đến mà Thái thở luôn. Rồi, ok. Cho xin phép hỏi lại tác phẩm của mình mang tên gì ạ? Đầm lầy. Đầm lầy ha, ok. Cho mình mượn lại cái mic chút xíu. Mình hỏi những đối thủ khác nha. Mình biết đó, tác phẩm của tất cả các bạn nha. Tác phẩm của bạn Sơn Tiểu Cảnh là tác phẩm gì? Tác phẩm của em là tác phẩm Tự Nhiên. Tự Nhiên. Nói là Tự Nhiên đi. À, Tự Nhiên. Dạ. Còn tác phẩm của bạn Khoa? Tác phẩm của em có tên gọi là Ánh Sáng. Thái đã đi hỏi tất cả những thành viên rồi. Thì những tác phẩm thì có rất là nhiều tên gọi. Tác phẩm đầu tiên đi. Thái sẽ hỏi lại vì sao mà bạn Thiện người chơi đặt tên cho cái tác phẩm này là Đầm Lầy nha mọi người. Đây bạn, vì sao mình đặt tên cho tác phẩm của mình là Đầm Lầy? Mình xuống với lại cái tác phẩm của mình ngồi xuống được không? Vì sao ạ? Đây là đầm lầy mà. Nhưng mà mình chỉ xét... mang nó vô thôi, mình chỉ mang nó vô đây thôi chứ. À, có nghĩa là mình muốn bê cả nguyên cái khung cảnh của khu vực ao sen đầm lầy này vào trong khu nhỏ của một cái hồ như mình. Một góc nhỏ thôi, một góc nhỏ chứ không thể nào bê hết được. À, một góc nhỏ thôi không? Tôi thì tôi chưa thấy gì hết, tại vì tôi thấy rất là đục ngầu à. Để chút xíu nữa tôi kiểm tra lại coi theo lời bạn nói có đúng là tác phẩm đầm lầy hay không á. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thái sẽ tiếp tục qua cái tác phẩm thứ hai ha. Ở đây là của bạn Sơn Tiểu Cảnh. Tác phẩm này mình mang tên gì đây? Bạn Sơn Tiểu Cảnh, mình có thể ngồi lại gần cái tác phẩm của mình được không? Dạ, tác phẩm này là tác phẩm Tự Nhiên. Tự Nhiên. Em cứ gọi đó là Tự Nhiên.
tự nhiên đúng không? Dạ, tại vì những cái đồ mà mình làm được là ngoài tự nhiên. À, có nghĩa là cứ tạm gọi nó là tự nhiên, không có tác động gì hết phải không? Dạ. Không có tác động gọi là làm một cái gì đó nó qua cái công nghệ đúng không? Cứ để cho nó tự nhiên. Chỉ có cái hồ là có tác động dáng là bằng kiến thôi, còn lại tất cả là tự nhiên hết. Dạ. Ok, mình có sau cái hồ này, tác phẩm tự nhiên này, mình muốn có truyền đẹp, có truyền tải một cái thông điệp gì không? À, thông điệp của em là môi trường trong xanh sạch đẹp. Ok. Dạ. Hồi nãy giờ anh thấy em phá môi trường, giật cỏ, giật đó, giật súng quá trời đó. Đúng rồi, em xạo đúng không mọi người? Thôi, dẹp qua một bên, mình sẽ tới một cái tác phẩm thứ ba này. Tác phẩm thứ ba này là của bạn Khoa nha mọi người. Thái sẽ hỏi bạn Khoa một chút xíu đây, tác phẩm mình tên gì và ý nghĩa của tác phẩm mình như thế nào. Chào mọi người, mình là Khoa. Hôm nay mình đem đến một cái tác phẩm gọi là Ánh Sáng. Ánh Sáng ha. Đây là Ánh Sáng. Tại sao có Ánh Sáng? Thì nó là có một cái bông súng nó vươn lên từ bùn lầy. À, thì nó đi kiếm ánh sáng, cũng giống như là trong con người vậy. Gần người ta có câu là trong bùn gì đẹp bằng sen, gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn. À, ý chí của con người. Ý chí của con người đúng không? Có những cái cây bán cạn thì cũng giống như nó mô phỏng một cái gì đó. Có sự vươn lên. Theo sự vươn lên ha. Khỏi cái giới hạn của bản thân nó vươn cao lên. Ok đó, ok. Đó là okay. Tác phẩm mình muốn gửi tới. Ok, rất là tuyệt vời nha mọi người. Sau khoảng chừng 15 phút thì ba tác phẩm của những thành viên đã setup xong. Thì trong cái thời gian này thì chắc là Thái phải chờ đợi cho tất cả các bạn chờ đợi thêm khoảng 10 đến 15 phút nữa. Vì sao? Vì cho những cái nước trong đây nó sẽ lắng xuống để cho mình có thể hiện rõ hơn về cái tác phẩm của mình cho ban giám khảo sẽ tới đây chấm điểm nha. Ban giám khảo thì chút xíu Thái sẽ mời lại. Ok, chờ Thái trong 15 phút. Và bây giờ thì Thái sẽ giới thiệu giám khảo của chúng ta ngày hôm nay ha. Đây là bạn My nha mọi người. Thì bạn nữ này sẽ làm ban giám khảo chấm điểm những cái hồ cá. Thái sẽ gắn cái mic vô cái áo gió cái giúp anh My. Đây, em mở ra, kẹp vô đây cái. Bóp vô, xong rồi kẹp vô. Dạ rồi. Rồi, thì thang điểm của mình đó là sẽ chấm theo nè. Ý tưởng hay nè, hồ cá nhìn mát mắt hay không nè. Nói chung là thang điểm sẽ là thang điểm 10 nha em. Mình nhớ là công tâm một chút xíu nha. Chỉ là vui giải trí thôi nha mọi người. Ê, không được sửa, không được sửa. Rồi, ok, không được sửa nha. Về mình sẽ bắt đầu tiến tới ba tác phẩm đã được để ba nơi rồi. Thái sẽ tiến tới đầu tiên tác phẩm đầu tiên của khi thực hiện đi. Là tác phẩm của bạn Sơn Tiểu Cảnh. Đây là tác phẩm tự nhiên nha anh em. Đây là tác phẩm tự nhiên nhé. Thì bé My ban giám khảo sẽ là người chấm điểm nha mọi người. Mình công tâm nha My, mình theo mắt mình thôi, mình chấm ok. Tự nhiên hả anh? Nó tự nhiên em. Em thấy nó tự nhiên không? Dạ cũng không được tự nhiên lắm. Không được tự nhiên lắm rồi, chết rồi. Đó là thành viên tác phẩm này đâu rồi, ngồi kế bên xem này. Đây là ban giám khảo nha. Vì cái điểm nào mà em thấy nó không được tự nhiên lắm My? Em thấy cái khúc nè, cái khúc này. Cái khúc này hả? Dạ đúng rồi. Cái khúc này là gỗ của tự nhiên mà. Nhưng mà ở đây có gỗ đó hả? Chắc nó sẵn ở chuẩn bị ở nhà đúng không? Cái này là không tự nhiên rồi đúng không? Rồi cái điểm tiếp theo là cái gì nữa? Nước nó có trong không? Em nghĩ là với cái đầm này thì chắc không trong nổi đâu anh. Không trong mình vẫn bỏ qua cái này được ha. Dạ. Nhưng mà cục đá để chán ngay mặt tiền như vậy em thấy có hợp lý không? Em đang không thấy được cái chiều ở trong. Không thấy được chiều sâu đúng không? Dạ. Theo mà cái thẩm mỹ của anh thì anh thấy là cái cục đá này là nó trắng ngay đây là nó cản là cái vị trí của cái hồ mình nhìn được vô trong đúng không? Nếu mà cục đá này nằm sâu bên trong thì hay hơn đúng không? Đúng không? Theo cái cách của anh như vậy hợp lý đúng không? Vì nó đang không được trong nên em phải không thấy được ở trong nó như thế nào. Không thấy được ở trong hả? Dạ. Mình nè, tại vì đó nó không thấy được bên trong sâu nè, anh thấy không? Dạ. Với cái tác phẩm này thì trên thang điểm 10 thì bây giờ mình chấm nhanh đi thì mà theo cảm nhận của My thì My cho bao nhiêu điểm? Với hai điểm không? Ngoài đấy thì hai điểm thấp lắm á. Hai điểm thấp hả? Khoảng mấy điểm? Nghĩ là chắc là được 7 điểm. 7 điểm? Dạ. Ok. Một tác phẩm 7 điểm nha anh em, 7 điểm của bạn Sơn Tiểu Cảnh đó là tác phẩm tự nhiên. Nhưng mà theo ban giám khảo nói là chưa tự nhiên lắm. Thì chưa tự nhiên lắm là do cái khúc cây này. Thì Thái sẽ qua một cái tác phẩm tiếp theo nha.
cùng anh qua một tác phẩm tiếp theo của bạn bạn Thiện Người Chơi đi. Tác phẩm gọi là Đầm Lầy. Đâu, vì sao nó có tên Đầm Lầy? Và chúng ta sẽ bắt đầu chiêm ngưỡng. Bạn ấy dời lên trên cái hòn cao này rồi mọi người ơi. Đây, Đầm Lầy view bốn mặt nha anh em. Mặt nào cũng ok hết nha mọi người. Đó, ok. Rồi My có thể là mình chiêm ngưỡng tác phẩm này đi My. Em đang không biết nhìn nó từ mặt nào. Thì nó bốn mặt mà, nhìn mặt nào cũng đẹp hết trơn. Ê lúng. Sao My? Sao anh thấy giống một cái hồ dục bụi cỏ vô quá. Phải không? Nó có con nhái. Nó có con nhái hả? Đâu? Dạ đây nè. Ủa bạn ấy, à bạn ấy có điểm nhấn là có một con nhái anh em. Tại vì tác phẩm Đầm Lầy mà, Đầm Lầy thì phải có mấy con nhái đúng không mọi người. À bạn ấy chơi chiêu anh em. Có một chiêu bạn ấy bắt được con nhái rồi. Đây đúng đó là với cái tên của nó là Đầm Lầy đó. Đúng với cái tên ha. Bây giờ chấm nhanh đi. Với cảm nhận của em thì tác phẩm Đầm Lầy này em chấm bao nhiêu điểm? Dạ thôi cho trên trung bình là 6 điểm. 6 điểm? Dạ. Khua tác phẩm tự nhiên luôn. Dạ. Trời ơi. Và thấy xin công bố đây là tác phẩm Đầm Lầy của bạn Thiện Người Chơi với giám khảo My chấm 6 điểm nha anh em. Trên điểm trung bình. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ tới một tác phẩm của bạn Khoa nha. Bạn Khoa. Trời, để xem một người chuyên xét hồ cho tất cả các bạn, rồi cho những người chơi, thì tác phẩm của bạn ấy được ban giám khảo My đánh giá như thế nào. Đây, cũng là view bốn mặt nha anh em. Tác phẩm này có tên là Ánh Sáng. Cá thì đem theo rồi, trừ điểm cá mang theo. Mình không có tính điểm cộng. Bổ sung một con rắn ở trong đây nè. Không, đang giám khảo đang làm việc, đi vô vị trí. Giám khảo đang làm việc mà mình không có thuyết trình. Giám khảo sẽ ngắm nha mọi người. Xem cái thử thuyết trình của người chơi thì nói là đây là một cái bông sen dương từ Đầm Lầy lên để đón ánh sáng, để mở ra một cái tương lai mới nữa, có rất là nhiều ý nghĩa luôn. Hoặc là trong một cái đầm lầy như thế này mà có thể đứng giữa đầm lầy nhưng mà vẫn thơm mùi bông sen đó, có rất là nhiều. Đầm lầy bên đây hả? Đầm lầy của ao sen thôi. Cái tác phẩm của ông thì tôi nói gì, có 6 điểm là về chỗ đi ông ơi. Đây mình sẽ cho bạn My sẽ chấm tác phẩm này nhé. Có con rắn thiệt nè. Có con gì? Con rết chứ. Con rắn con gì đó. Con rắn con á hả? Con trùng á hả? Con lươn. À, bạn ấy có thể bỏ thức ăn vô cho cá nữa nè mà. Rồi cá ăn luôn rồi anh em. Con cá lại ăn luôn rồi mọi người. Rất là hay ha. Bạn ấy rất là ok nha mọi người. Bạn ấy có thể bỏ cá vô đây và bỏ thức ăn được luôn. Thôi mình chấm nhanh thôi. Tác phẩm Ánh Sáng này thì theo My thì được bao nhiêu điểm? Em sẽ chấm là 8 điểm. Rồi, 8 điểm nha mọi người. 8 điểm. Rồi, mọi người ơi, Thái đã biết được bạn nào đoạt giải thưởng giải nhất trong ngày hôm nay rồi. Đây là một cái chai đặc sản của Vũng Tàu nè. Mình sẽ được ban giám khảo My trao cho bạn Khoa. Trong khi đó thì hai tác phẩm còn lại là Đầm Lầy với lại tác phẩm Tự Nhiên vô vị trí luôn cho nó vui nè. Mình vô vị trí đứng luôn nè. Rồi, sau đây thì giám khảo My sẽ vào trao phần thưởng giải nhất cho bạn Khoa ngày hôm nay nha mọi người. Ok, My mình sẽ vào trao phần thưởng nha. Ăn luôn đi My. Rồi, Thái cũng xin nói lại nha mọi người. Tại vì bé My là vợ của bạn Khoa nên chấm điểm 8 là chuyện bình thường anh em. Mặc dù là hai tác phẩm còn lại theo Thái là cũng có thể là điểm có thể là vượt bậc. Thái nói vui đó là vui thôi nha mọi người. Hy vọng là video này sẽ còn nhiều điều thú vị phía sau nữa. Mấy anh em mình sẽ bắt đầu đi thăm lưới cá này. Tụi mình sẽ lên kiếm những cái gì đó ngoài phía khu vực ao sen này để làm một cái buổi party nho nhỏ cho những anh em mình trong ngày cuối tuần. Hy vọng là video này sẽ mang đến những điều giải trí thú vị cho tất cả các bạn luôn. Rồi, một lần nữa chúc mừng bạn Khoa nha. Thái nói vui thôi, đã đạt được một cái thành tựu như ngày hôm nay rất là dữ luôn. Tại vì với 5 phút thôi mà mình có thể xác định một cái hồ như thế này. Quá nhất tuyệt vời. Nhưng mà không mong muốn lắm. Không mong muốn. Tại cái này thấy là được xem rồi. Nhưng bây giờ mà cảm nghĩ của bạn khi mà bạn Khoa đạt giải nhất thì sao? Cảm nghĩ của em là xứng đáng. Xứng đáng phải không? Thế okay. Cũng ok đó, đẹp. Ok, ok. Cảm khi mà tác phẩm Đầm Lầy của mình không vượt mặt qua những đối thủ thì mình nghĩ như thế nào? Mình sẽ cố gắng hơn. Cố gắng hơn ha. Rồi bây giờ thì cảm nghĩ của một bạn giải nhất nha mọi người. Dạ. Được giải nhất thì em cũng rất là vui, nhưng mà cái giải thưởng này em hơi sợ. Sao sợ? Cái hai giải thưởng này em nhường lại cho giải nhì với giải ba quá. Tại vì em không uống rượu đúng không? Em không uống rượu được. Với cái giải thưởng này thì mình có thể dùng mình trưng bày cũng được mà, đúng không? Cái này vậy thôi, nhân dịp ra đây thì em sẽ dùng cái bình rượu này để thiết đãi anh em luôn. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời mọi người. À, có một con dính hay gì nó bám vô cái ghế kìa.
Ủa? Không. Mình thấy nó giật một cái. Có cá, có cá. Nhưng mà ít. Hình như chắc 1 đến 2 con thôi. Tại vì thời gian mình chắc mình cũng không có được lâu quá em nhỉ. Mát mẻ quá, chiều rồi, mát đã quá. Đúng, được một con. Được một con cá ngay chỗ này. Như vậy là cũng vui rồi, đỡ hơn không có con nào ha. Nha. Yeah. Đây là con cá nè anh em. Cũng to, cũng 3-4 ngón tay rồi. Nè. Tuyệt vời ha mọi người ha. Rồi thôi mình lên thôi. Sâu quá anh em, ướt tới gần tới tới hơn bụng thái rồi. Đi, lên. Đi lên. Một con. Một con một à. Làm cái nạn cái mình kẹp con gà vô đây ha. Có gì chơi đó thôi nha anh em ha. Chế đi. Tiếp theo món con gà thì có một cái món nữa đó, là món con lươn anh em. Hồi nãy là cái bà bán lươn ở ngoài chợ á, thấy hỏi là này là lươn đồng hay gì, cho kêu lươn đồng. Sao cái thái nói ủa này lươn này lươn nuôi mà, nó nói đồng nhưng mà Đồng Nai. Tại vì là con lươn này là đồng nhưng mà Đồng Nai chứ không phải là ngoài đồng anh em. Lươn nuôi nha mọi người. Ok. Wow, tuyệt vời mọi người ha. Đây rồi. Rồi, tuyệt vời. Đây là những món ăn của tụi mình nha anh em. Đó, thái điểm danh lại ha. Đây có cá rô phi nè, mình dẫn lưới được nè. Đây có một lươn ha, một con lươn này, con lươn mua ngoài chợ nè. Và một con gà này. Ở dưới này thì có những cái củ khoai này. Mấy anh em mình đang lùi ha, lùi khoai ha. Đấy, dân dã thôi mọi người. Giờ thì nắng xuống rồi, cũng rất là mát nha. Nhìn nè, anh em thêm này. Đó, cũng rất là mát. Không có nắng. Mặt trời thì cũng gần xuống hoàng hôn rồi. Đây là ao sen nhá. Thì mấy anh em mình sẽ chờ thức ăn chín rồi mấy anh em mình sẽ set up. Ở đây mấy anh em mình sẽ chiêu chiêu một chút xíu ha. Như vậy là mấy anh em mình đã xong xuôi hết rồi nha mọi người. Từ thức ăn này, từ những video trải nghiệm này. Hy vọng là cái video này sẽ mang đến những điều thú vị cho tất cả các bạn. Còn bây giờ thì cùng những anh em mình sẽ lên những cốc bia ha. Chỉ vào ngày cuối tuần rất là yên bình luôn. Ok nha. Rồi, mời mọi người nha. Mời mọi người. 2, 3, vô. Tuyệt vời nha mọi người nha. Thôi một lần nữa thì Thái này cùng với bạn Sơn Tiểu Cảnh này, với một tác phẩm tự nhiên này, cùng với ban giám khảo của chúng ta này, với My này, cùng với bạn Khoa này, rồi với một tác phẩm là Ánh Sáng, và một tác phẩm khá là đặc biệt của người chơi đó là bạn Thiện, một tác phẩm Đầm Lầy đã rất là ấn tượng cho chúng ta trong cái video ngày hôm nay. 6 điểm nha anh em, một điểm rất là tuyệt đối. Thôi một lần nữa thì Thái cùng với tất cả mọi người ở đây chúc sức khỏe cho tất cả mọi người luôn. Chúc mọi người lúc nào cũng lạc quan trong cuộc sống, lúc nào cũng bình yên ha, yên bình đúng không. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin ok mọi người.